Trong sự nghiệp của mình, Kim Dung để đời 15 tác phẩm võ hiệp, trong đó có nhiều bộ truyện liên kết với nhau với mối quan hệ đan xen chồng chéo của các nhân vật. Nổi tiếng nhất trong đó là Xạ Điêu Tam Bộ Khúc. Trong chùm truyện này, nổi lên nhân vật Quách Tĩnh được nhắc đến nhiều nhất và đóng vai trò liên kết nhiều tuyến nhân vật khác nhau. Vậy vũ trụ Kim Dung, chính xác hơn là Xạ Điêu Tam Bộ Khúc đã xoay quanh Quách Tĩnh như thế nào? Quách Tĩnh là con của Quách Khiếu Thiên, dòng dõi 108 anh hùng lực sơn bạc. Quách Khiếu Thiên là anh em kết nghĩa với Dương Thiết Tâm, cha của Dương Khang. Hai người này lại là anh em kết nghĩa với Khưu Sử Cơ, một trong 7 đệ tử của Vương Trục Dương thuộc Toàn Chân Giáo, người nắm giữ của âm chân kinh, bí kíp võ học được giang hồ tranh đoạt. Vương Trục Dương là người đứng đầu trong Ngũ Tuyệt, 5 người có võ công cao nhất sau Hoa Sơn Lật Kiếm lần 1. 4 người còn lại là Đông Tà Hoàng Diệt Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Bắc Khải Hồng Thất Công và Nam Đế Đoàn Trí Hưng. Trong đó Nam Đế Đoàn Trí Hưng là cháu nội của Đoàn Dự, nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ. Quách Tĩnh, Dương Khang sau đó chia xa. Về sau Quách Tĩnh học tâm pháp, trở thành đệ tử không chính thức của Mã Ngọc là sư huynh của Sử Cơ. Vương Trục Dương khi chết để lại cửu âm chân kinh cho sư đệ là Chu Bá Thông. Chu Bá Thông lại bị Đông Tà lừa chép lại quyển hạ của bộ kinh. Một đệ tử của Đông Tà là Mai Sư Phong đánh cắp quyển hạ này. Mai Sư Phong là sư phụ bí mật của Dương Khang, còn sư phụ chính thức của Dương Khang lại là Khưu Sử Cơ. Dương Khang yêu Mục Niệm Từ là con nuôi của Dương Thức Tâm, tức cha ruột của Dương Khang. Mục Niệm Từ là đệ tử của Hồng Thất Công, ban chủ Cái Bang. Hai người có một người con là Dương Quá, nhân vật chính trong Thần Điêu Đại Hiệp. Quách Tĩnh yêu Hoàng Dung là con gái của Hoàng Diệt Sư. Hoàng Dung, Quách Tĩnh lại được Hồng Thất Công dạy võ cho. Sau đó Quách Tĩnh đánh nhau với Âu Dương Khắc, con của Tây Độc Âu Dương Phong. Hồng Thất Công truyền hết Giáng Long Thập Bát Chưởng cho Quách Tĩnh và nhận làm đệ tử. Bộ Giáng Long Thập Bát Chưởng này do Kiều Phong, nhân vật từ Thiên Long Bát Bộ truyền lại. Khi đi cầu hôn Hoàng Dung, Quách Tĩnh gặp Chu Bá Thông trên đảo Hoa Đảo, kết lòng huynh đệ, được truyền cửu âm chân kinh và nhiều môn võ khác. Dương Khang sau đó lập kế giết Âu Dương Khắc và bái Âu Dương Phong làm thầy. Chuyện vỡ lở, Dương Khang trúng độc của Âu Dương Phong mà chết. Hoàng Dung thì dạy cửu âm chân kinh giả khiến Âu Dương Phong phát điên. Quách Tĩnh, Hoàng Dung sau đó nhận nuôi con của Dương Khang là Dương Quá nhưng không dạy võ công. Tình cờ Âu Dương Phong gặp Dương Quá, tưởng là con trai mình nên nhận làm con nuôi. Quách Tĩnh đưa Dương Quá lên Toàn Chân Giáo học võ. Dương Quá trở thành đệ tử của Triệu Chí Kính, là học trò của Vương Sứ Nhất, sư đệ của Mã Ngọc và Sư Cơ. Dương Quá vào cổ mộ gặp và yêu Tiểu Long Nữ. Phái cổ mộ được sáng lập bởi Lâm Triệu Anh, là người yêu không thành của Vương Trục Dương. Tiểu Long Nữ sau này được truyền lại Song Thủ Hổ Bát, những môn võ từng dạy cho Quách Tĩnh. Dương Quá cũng được Hồng Thất Công truyền võ công khi giao đấu cùng Âu Dương Phong trước khi hai người qua đời. Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng còn gái lớn nhất là Quách Phù, là người chặt đứt cánh tay của Dương Quá. Dương Quá sau khi học được bí kíp của Độc Cô Cầu Bại, lấy được huyền thiết trọng kiếm, thì kết thúc phần Thần Điêu Đại Hiệp là Hoa Sơn Lược Kiếm cuối cùng. Quách Tĩnh, Hoàng Dung dùng huyền thiết trọng kiếm để chế thành Đồ Long Đao và Ý Thiên Kiếm, hai bảo vật trong Ý Thiên Đồ Lập Ký. Trong Đồ Long Đao chứa vụ một di thư của Nhạc Phi, còn Ý Thiên Kiếm chứa bí kíp của Âm Chân Kinh. Đồ Long Đao để ở Tương Dương, sau này Tương Dương thất thủ nên Đồ Long Đao lưu lạc giang hồ. Còn Ý Thiên Kiếm do con gái nhỏ nhất của Quách Tĩnh là Quách Tương nắm giữ. Sau này Quách Tương lập phái Nga Mi, Ý Thiên Kiếm trở thành bảo vật của phái Nga Mi. Thanh kiếm truyền cho nhiều đời đệ tử mà người cuối cùng giữ được chính là Chu Chỉ Nhược. Sau này Chu Chỉ Nhược học được võ công trong kiếm chính là cửu âm chân kinh. Nhất Biển Đại Sư còn một học trò khác là bạn đồng niên của Quách Tương là Trương Tâm Phong. Trương Tâm Phong là người lập phái Võ Đan, sư phụ của Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn chính là cha của Trương Vô Kỵ, nhân vật chính trong Ý Thiên Đồ Lập Ký. Trương Vô Kỵ sau này được nhiều lần giúp đỡ bởi Hoàng Sam Nữ Tử, được coi là hậu duệ của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Sau này khi được hỏi về thân thế, Hoàng Sam Nữ Tử từng đọc một bài thơ: Hậu Sơn Trung Nam, mộ của người sống, Thần Điêu Nữ Hiệp, tuyệt tích giang hồ. Trung Nam Sơn chính là nơi đặt Toàn Chân Giáo, còn Hoàng Tử Nhân Mộ hay Cổ Mộ chính là nơi Tiểu Long Nữ và Dương Quá đã ẩn cư.